đó để cho có một số những các cái chị đại học chung vẫn còn đang hơi băn khoăn nhiều, đúng không? Như là chú cháu do cái này không mất gì có được gì không thì bảo là không mất gì cả, mà có lẽ chắc chỉ có được không, không có bất cứ một cái sự hạn chế cũng như là cái gì cả. Thì chúng tôi mong muốn nhất là ở đây có một số các anh các chị là đại diện của các cái nhóm.